Khi ấy, Xá Lợi Tử liền thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế mà tâm không chìm mất, cũng chẳng kinh sợ, thì các đại Bồ Tát này nhất định sẽ tới Bồ Đề không còn thối lui. Bồ Tát Từ Thị lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát nào nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy mà tâm không chìm mất cũng chẳng kinh sợ, nên biết các Bồ Tát này đã gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã hiểu rõ pháp tánh, lìa tất cả sự phân biệt như đại Bồ Đề vậy. Mạn Thù Thất Lợi cũng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này tâm không chìm mất cũng chẳng kinh sợ, thì các Bồ Tát này như Phật Thế Tôn có thể nhận sự cúng dường cung kính của thế gian. Vì sao? Vì đã giác ngộ thật tánh của tất cả pháp. Khi đó có người nữ tên Vô Duyên Lự chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này tâm không chìm mất cũng chẳng kinh sợ, thì các hữu tình này đối với pháp phàm phu, hay pháp thanh văn, hay pháp độc giác, hay pháp Bồ Tát, hay pháp của Như Lai đều chẳng duyên lự. Vì sao? Vì đã thấu rõ tất cả pháp hoàn toàn vô sở hữu, duyên lự và bị duyên lự đều bất khả đắc. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói. Nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này tâm không chìm mất cũng chẳng kinh sợ, thì phải biết các thiện nam, thiện nữ, vân vân này đã trụ bậc bất thối chuyển, chắc chắn sẽ đến Bồ Đề không thối lui. Xá Lợi Tử, các hữu tình nào nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này tâm không chìm mất cũng chẳng kinh sợ, lại hoan hỷ tin ưa lắng nghe thọ trì vì người khác thuyết giảng, tâm không nhàm chán, các hữu tình này có thể làm tất cả những vị thí chủ chân thật rộng rãi hơn hết, có thể bố thí tất cả của cải quý báu đầy đủ bố thí Ba La Mật Đa. Các hữu tình này viên mãn tịnh giới, đủ chân tịnh giới, đủ thắng tịnh giới, công đức tịnh giới đều đã viên mãn, đầy đủ tịnh giới Ba La Mật Đa. Các hữu tình này viên mãn an nhẫn, đủ chân an nhẫn, đủ thắng an nhẫn, công đức an nhẫn đều đã viên mãn, đầy đủ an nhẫn Ba La Mật Đa. Các hữu tình này viên mãn tinh tấn, đủ chân tinh tấn, đủ thắng tinh tấn công đức đều đã viên mãn, đầy đủ tinh tấn Ba La Mật Đa. Các hữu tình này viên mãn tịnh lự, đủ chân tịnh lự, đủ thắng tịnh lự, công đức tịnh lự đều đã viên mãn, đầy đủ tịnh lự Ba La Mật Đa. Các hữu tình này đều đã viên mãn trí tuệ, đủ chân trí tuệ, đủ thắng trí tuệ, công đức trí tuệ đều đã viên mãn, đầy đủ trí tuệ Ba La Mật Đa. Các hữu tình này thành tựu chân thắng từ bi hỷ xả, cũng có thể vì người khác tuyên thuyết khai thị Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: Muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ông phải quán nghĩa nào? Mạn Thù Thất Lợi thưa: Bạch Thế Tôn, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, con còn không có tâm trụ, huống hồ muốn chứng. Đối với Bồ Đề, con không mong cầu chứng đắc. Vì sao? Vì Bồ Đề tức là con tức là Bồ Đề thì cầu cái gì? Phật dạy: Đồng tử, hay thay, hay thay, ông đã nói được nghĩa lý sâu xa một cách hoàn hảo. Đời trước ông gieo trồng nhiều căn lành với Đức Phật, phát đại nguyện lâu dài, thường đương vào vô đắc, tu hành các phạm hạnh thanh tịnh. Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật: Đối với các pháp có sở đắc, nếu người nào có thể dựa vào vô đắc mà tu phạm hạnh thanh tịnh, con hoàn toàn chẳng thấy có pháp khả đắc và vô sở đắc, thì làm sao nói được dựa vào vô đắc mà tu phạm hạnh thanh tịnh? Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi: